Sau đây, xin mời các bạn hãy đọc theo mình bảng chữ cái trong Pinyin trong tiếng Hoa. Bưa, 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 bình xăng, bưa. Pưa, 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 bình quả, pưa. Chữ pơ này không giống như tiếng Việt, cần phải đọc nhả hơi ra, nén khí lại và nhả hơi ra. Pơ, bụm môi lại và sau đó cho một luồng khí vào họng và từ trong họng phun ra. Pơ. Mưa, 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 mã gì mưa. Âm này đọc như tiếng Việt của mình, âm phờ. Âm phờ là dùng găng cắn vào môi sau khi đọc. Phờ, phơ, 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 phê chi, phơ. Âm này được đọc khác với âm tiếng Việt của mình và được ví như âm tờ của âm tiếng Việt. Tơ, 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 chi tàn, tơ. Còn âm T thì mình sẽ đọc như âm tiếng Việt âm thờ. Thơ, 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 thu zi thơ. Âm này sẽ đọc giống y chang âm tiếng Việt nơ, 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 nào chung nơ. Âm này sẽ đọc giống y chang âm tiếng Việt là âm L. Lơ, 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 lô thổ lơ. Âm này sẽ đọc như âm cờ của âm tiếng Việt. Cơ, 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 xiao cầu cơ. Âm ca này mình sẽ đọc như âm khờ của âm tiếng Việt. Khơ, 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 khoai zi khơ. Khi chữ zi này mình có thể đọc như không có âm hoặc đọc như âm thứ ba, khoai zi hoặc là khoai zi. Âm này sẽ đọc như âm tiếng Việt hơ, 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 hậu zi hơ. Âm này sẽ đọc như chữ chi của âm tiếng Việt như hạt chi. Chi, răng phải cắn vào, răng cắn lại với nhau và tạo thành một đường ngang giống như kiểu vừa đọc vừa cười. Chi, 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 chèn tao chi. Âm này đọc hơi khó, nó được ví như những âm ắc xì, nhưng ắc xì của mình là phải có thêm hơi, bật rất là nặng, rất là nhanh và rất là mạnh. Âm này lúc đọc cả đầu lẫn phần vai và bụng đều tương tác lẫn nhau. Ví dụ như khi chúng ta đọc, chúng ta sẽ nén lại một luồng khí ở trong bụng và sau đó nén nó lại
và dùng cái phần đầu và phần lưng để mà thoát cái hơi nó ra. Khi mình đọc, mình cần phải cúi người xuống, đọc mạnh, dăng ra. Chi, 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 chen, bì, chi. Âm này sẽ đọc như âm si, thì cũng tương tự, cắn răng vào và cười khi đọc si, 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 si qua si. Âm này đọc hơi khó một tí, nó tựa như âm chờ tre trong tiếng Việt. Nhưng khi đọc âm này cần chú ý. Thứ nhất, mình sẽ đọc chữ và cắn răng và môi cần phải rảnh lên. Thì khi đó mình đọc sẽ phát ra được cái âm chữ chữ, thì sẽ ra từ âm chữ ở đây sẽ cong lưỡi. Chữ 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 trần thấu chữ. Tiếp theo, âm này đọc tương đối khó. Âm này cần kết hợp như lúc nãy mình đọc chữ chi, nhưng âm này mình sẽ đọc là chư và cắn răng, dãnh môi và nén một luồng hơi ở trong bụng ra, và sau đó kết hợp giữa phần đầu và phần vai. Vừa đọc vừa cúi người xuống để luyện tập. Nếu các bạn đọc đúng thì phần bụng các bạn sẽ thấy khi đọc chữ ch thì sẽ hớp vào. Ch 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 luẩn choán ch. Còn âm này các bạn cứ đọc giống như âm sờ sẻ của mình trong tiếng Việt. Sư. Nhưng âm này cũng đọc giống như kiểu là phải cắn răng, rảnh môi thì mới đọc ra được đúng cái âm tiếng Hoa của nó. Sư, 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 su bình sư. Còn âm này sẽ đọc như âm tiếng Việt. Âm R, rư, rư, rư. Rư ly rư. Quay lại âm này sẽ như âm lúc nãy ZH, nhưng ở đây khác ở chỗ âm này khi mình vừa đọc, mình sẽ vừa cắn răng và sau đó môi mình không rảnh nữa, mà lúc này môi mình sẽ để theo được một đường ngang. Chư, chư, chư. Trung chữ chữ. Với lại âm này mình sẽ đọc giống y chang cái âm CH lúc nãy, nhưng nó chỉ khác ở chỗ không rảnh môi và cũng đọc cắn răng, môi tạo thành một đường ngang và cười khi đọc và bật hơi ra. Chư, 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 chào mấy chư. Và âm này mình cũng đọc giống như vậy, cắn răng, môi cười tạo thành một đường ngang khi đọc. Mình sẽ đọc như tiếng Việt ngày sửa ngày xưa. Sư, 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 dưới sàn sư. Âm y dài này thì mình sẽ đọc như âm di, di. Y, y chữ y. Còn âm W này mình sẽ đọc như một cái âm U. U, 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 quê U. Và tiếp theo đây mình xin học các vần thanh của pinyin.
Âm này được gọi là âm thứ nhất. Ti di sơn. Âm thứ nhất, nếu chúng ta thêm chữ A vào thì sẽ đọc như thế nào? Âm thứ nhất là trước sau đều không thay đổi, đọc một hơi từ từ đầu cho đến cuối đều không thay đổi âm. Ví dụ như âm A, đọc một đường ngang, không không gớt xuống. Và âm thứ hai sẽ là ti ơ sân, ti ơ sân. Âm thứ hai sẽ tương đương với lại dấu sắc trong tiếng Việt, nhưng ở đây mình sẽ đọc thành, nó tương tự như âm dấu hỏi trong tiếng Việt. Nếu chúng ta thêm chữ A vào thì chúng ta sẽ đọc ả, ả, đọc như âm tiếng Việt dấu hỏi. Và âm thứ ba, âm thứ ba là ti san sân. Âm thứ ba được đọc như dấu huyền của tiếng Việt. Nếu thêm chữ A vào thì sẽ đọc là à, à. Ti sư sân, ti sư sân là âm thứ tư. Âm thứ tư thì nhìn thì nó có vẻ giống như dấu huyền của âm tiếng Việt, nhưng khi đọc thì chúng ta sẽ đọc tựa như âm sắc của tiếng Việt. Nhưng âm này nó khác với âm thứ nhất lúc nãy mình đọc, là âm này nó sẽ đọc từ trên xuống. A, A, A. Từ trên cao rớt xuống đấy. A. Còn dấu chấm thì thường xuất hiện vào những âm có âm y. Âm y ngắn thì thường sẽ xuất hiện dấu chấm. Nhưng dấu chấm này được tượng trưng như một âm không có dấu. Ví dụ như chữ ma. Nếu có dấu, nếu có âm thứ nhất thì sẽ đọc là ma. Nếu âm thứ tư sẽ đọc là ma. Nhưng nếu âm thứ nhất thì sẽ không có dấu chấm này, và lúc đó chữ A nó chỉ là chữ A bình thường thôi, thì lúc đó mình sẽ đọc là ma, a, l, t, và tương tự như vậy. Chữ này thường xuất hiện ở những cái âm đằng cuối cùng của chữ, ví dụ như hải chữ. Đối với một số ngôn ngữ, đối với một số quốc gia thì sẽ đọc hải chữ, nhưng đối với một số quốc gia khác thì sẽ đọc là hải chữ, hải chữ, chữ chữ không có dấu, không có dấu tiếng Hoa, thì lúc này nó sẽ đọc âm nhẹ và được gọi là âm nhẹ. Chinh sân.